Bây giờ hai cái con mình sẽ đi ăn cơm xong mình sẽ vô thăm mẹ. Mẹ bây giờ mẹ nhập viện rồi. Sau đó là ba sẽ chở con đi học anh văn ha. Cái này là cái gì? Cái này hả? Cái này con nói mọi người là cái gì? Cái này để tặng mẹ. Cái này là để tặng mẹ. Để cho mẹ ăn trước khi ngày mai mẹ mổ đúng không? Vậy là sáng mai. Ê, nhưng mà sáng mai là 5-6 giờ mẹ mổ, 6 giờ mẹ chuẩn bị mổ, là con có muốn nghỉ buổi sáng không? Để ba xin cô ăn cho con nghỉ buổi sáng vô gặp em. Gặp em luôn ha. Rồi ok, vậy sáng mai là cho gặp em luôn. Còn bây giờ thì ăn nhanh đi, rồi ba chở vô bệnh viện thăm mẹ. Như ba nè, buồn buồn mất nắp. Anh nhờ nắp. Còn như con. Mở nắp nồi toàn là nước gạo. Bố khóc rầu rồi, mẹ là đầu cẩu tiếng. Con đâu điếng cắm lại nồi tôm. Bê mâm cơm ra hết cái rồi. Ôi là trời, lại quên rồi chút nồi cơm. Thôi, đi coi. Đi. Let's go. Tự nhiên nãy giờ tôi tiêu muốn đập quá trời quá. Bên đây nè. Mẹ chính em ở bên đây mẹ. Bên đây, bên đây. Đã hỏi chính thầy người đâu? Chín thân mưa đâu? Kìa, đó, đó. 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 Lạnh hả? Lạnh hả? Vậy đến chỉnh nó lạnh lại. Ừ. Cô hai chỉnh hồi sao nó ra 23 hoài luôn. Vậy là. Ông mẹ miếng đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, vậy hỏi mẹ không? Hỏi mẹ không? Mẹ xin cô nghỉ con gặp mẹ. Ngày mai xin cô nghỉ. Ừ, ngày mai xin cô ăn nghỉ buổi sáng. Có xin chưa? Chuẩn bị xin nè. Vậy hả? Vậy hả? Xin cô ăn nghỉ được hả? Ừ, rồi để trưa anh chở vô. Sáng. Sáng 7 giờ là mổ rồi. Nó kêu à. Chị kêu 5 giờ thức. 5 giờ thức là chị tắm bữa nha. Đặt thức dậy vệ sinh. À, uống nước gì hết. Rồi 6 giờ là phải đến viện. 7 giờ. Ủa này lấy 6 giờ rưỡi là phải lên. Cái đó là máy đo huyết áp cho mẹ đó. Ổn không? Huyết áp ổn không phải không? Mới nãy đo được lại chưa? Mới nãy đo lại mà đúng không? Đo cao quá nó kêu là nghỉ mấy giờ nè. 9 giờ nó 166 nè. Trời, chúng khó khăn. Chết đưa đi. Nãy nhắn tin không thấy ai trả lời chứ. Chặt đi rồi. Vậy hồi ba nó đưa đi học á, mình mua luôn. Có hai biết chỉnh không? Cô có cho con ăn, bác sĩ có cho con ăn không? Dạ. Con đặt đồ ăn đó. Bà Duyên, cái này phòng ăn của mẹ nè. Coi là gì? Mẹ. Đây là phòng ăn mà ở trong phòng. 4 triệu 2 một ngày đó. Buổi tối mẹ cung cấp cho mẹ đó. Wow.
cơm tắm mà. Thì làm cái hả? Cơm sườn. Wow. Mà nó nãy nó xong ngon không? Ước gì được ăn món này. Trời ơi, ước gì được ăn món này là phải vô bệnh viện ăn đó ông nội. Ước tầm bậy. Quỷ đi ước đi. Quỷ đi ước. Ông nội ở đây có TV. Lan xăng lộn xộn hết trơn. Trời ơi, cái gì mà gọi là bà bầu đang nằm đửa bầu xuống nó nằm coi TV. Trời ơi, cái này là con vô thăm, con vô thăm mẹ hay là con đầy mẹ? Hên là hôm nay mẹ còn khỏe ra, ngày mai là mẹ mà để rồi mẹ phải nằm á. Ok. Mẹ ngồi kia đi. Sướng quá ha. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu 2 một ngày đúng không? Phòng này thì khá là đầy đủ. Đầy đủ. Đầy đủ. Có luôn cho mình cái cái này nè mọi người. Cái đồ hâm sữa lại đồ pha nước ấm luôn. Làm đâu có biết đâu, chuẩn bị đem theo nè. Đó, cũng có chuẩn bị đem theo. Ừ, nhưng mà cũng không biết ở trong này nó có sẵn vậy. 4 triệu mấy mà. Lúc đầu chọn có 2 triệu mấy à. Chọn 2 triệu mấy là hàng bình thường á, hàng quýt đi mẹ. Nhà mình có điều kiện mẹ. Trời, trời ơi. Ủa vậy luôn hả? Có vậy luôn hả? Trời ơi. Tại vì mẹ thấy hán tiền quá, mẹ chọn mà nó không có vừa. Bây giờ để cái này là phải đặt con heo của con để Hùng vô. Không. Con heo của con là đấy, đến nhà mình có xe nha. À vậy hả, là mua xe đúng không? Ok, vậy để bà lái xe. Thôi con ăn con rồi. Ăn cơm rồi với ngoại. Con ăn mà, con mà ăn với mẹ là con dành bữa của mẹ không nha. Trời ơi. Thôi ăn rồi. Chục 7 giờ vô học nha. Rồi bye bye nha. Bye bye. Học vui vẻ nha. Bữa nay mình chọn con món gì? Thực đơn bữa nay hả? Thực đơn bữa nay thì sau khi mà hai cho con đi học Apollo xong mệt mỏi rồi thì trước khi về ngủ thì có ghé qua gọi là khu ẩm thực để ăn ít chè với là một ít cá viên, bò viên. Đó thì thực đơn của mình sẽ bao gồm cá viên, tôm viên, bò viên, rồi với lại một phô mai que, phô mai que chiên giòn đó, và kèm theo đó là một sâm nhãn nhột, một nhãn nhột ăn, nói ba ăn cho đỡ nhột tại vì ba nhột lắm rồi. Rồi với lại con thì ăn cái gì? Con muốn ăn cái gì? Con muốn uống cái gì? Uống thì uống gì cũng ở đây để ba gợi ý nha, có một cái món mà con yêu hết. Trà đào Sigo mà. Ủa cái gì đá bào đó, đá bào Sigo đúng rồi. Vậy đá bà Sigo gì, gì dâu hay là gì? Dâu. Rồi ok. Dâu thường thường thôi. Vậy ăn xong rồi về ngủ là đẹp. Không, okay. Không ngủ là đẹp. Sigo đá bào coi. Wow, một ly Sigo đá bào gọi là quen thuộc của cuộc đoàn. Sao ngon không? Càng quá trời ngon. Ngon quá trời ngon luôn hả? Nâng cấp. Nâng cấp nữa. Nâng cấp. Nâng cấp hả? À, nâng cấp lên à. Bình thường như đây à. Ờ. Ừ. Vậy là tuyệt vời hơn là lần trước đúng không? Ok. Wow. Cá viên chiên. Rồi hai cha con mình sơi thôi. Hơn. Nóng nha. Chấm cơm đen thôi. Cái này là tương ớt. Cái này là tương ớt nè. Cái này là tương gà nè. Cái này là tương đen nè. Rồi chấm ăn thôi. Cái này là cái gì? Nè, qua nè. Yeah.
em. Rồi ăn đi. Rồi chấm chim đen với chân gà. Chấm chân ớt rồi. Thổi để vô miệng nè, cầm vô nha nè. Thổi. Xuyên chi hai hai xuyên hội này lên. Tụi dây lên. Đó. Cho em chi. Cái này tên gì vậy? Sekiro. Sekiro hả? Yes sure. Con mà chơi một mình là con nào con thắng người mấy trận luôn rồi. Rồi bây giờ nè. Chuột trái là đánh, chuột phải là đỡ, ok chưa? Có tập luyện chứ, ba sẽ rồi là điều khiển cái này nha. Rồi phải đỡ nha, uống máu vô nè. Đồ đúng rồi đó, đỡ hay dữ vậy. Không, con bấm chuột phải không cũng được nữa, con bấm chuột phải không cũng được nữa. Rồi né nè, đỡ. Rồi chuột trái hồi sinh đi. Chuột phải là chết luôn á. Chuột trái là hồi sinh lên. Một mạng. Chuột trái đâu? Chuột trái là cái này, chuột phải là bên đây. Rồi vô lại nè. Làm nhẹ xíu rồi đi ngủ nè. Chiến thắng con này nào. Phải tiên. Phải tiên con này. Quýnh đỡ hay đỡ hay đứng chụp trái nha, chụp trái hồi sinh lên. Có cần ba biểu diễn cho coi thử không? Thôi mày đi. Rồi ba biểu... game này ba khó đi chứ game này chơi không có hay đâu. Game này up, game up the year của người ta mà không hay. Game của năm đấy, nhìn nè, nhìn ba quýnh cho coi nè. Ngồi đó mà học hửi. Nhìn đây. Thua luôn đi. Thua đâu mà thua. Thua ba là nha. Ba là cao thủ của trò chơi này. Nè, đỡ nè. Chém nè, chém nè, chém nè. Đỡ nè, chém nè, chém nè. Đỡ nè. Đặt kiếm xuống nè. Chém, chém, chém nè. Đỡ, đỡ nè. Lùi ra xíu. Đó. Quay vô chém nè, đỡ nè, ai dạ, chém nè, đỡ nè, đạp nó nè, chém, chém, chém nè, chém, chém, chém. Ai dạ, ai da, nó đâm ta rồi. Ba hồi sinh được, ba còn một lần hồi sinh. Trong lúc nó muốn kiếm bùm sùm, ba sẽ né ra. Mày muốn hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Ây da. Úi trời. Trời.
để mà uống máu cho mày quay lại uống nó tiếp. À. Con nói chừng nào mới chết. Khó quá, con này khó quá. Con nói chừng nào mới chết. Thôi đi ngủ đi. Ngủ thôi. Rồi đánh ngăn ngủ thôi. Con đánh ngăn đi. Để kêu đánh ngăn đi. Ngày mai thì thức. Thức mấy giờ? Ngày mai hả? Hai cho con mình là năm đặt bắt đầu khóa thức là 5:45. 5:45. Rồi sau đó thức dậy đánh răng rửa mặt, rồi sau đó là 6:00 là hai cho con mình sẽ đi ăn sáng, sau đó là vô mẹ. Lần này á là ba thử ăn. Giờ lần này cái này là lần đầu tiên ba thức sớm luôn á. Ừ. Tối nay ba ngủ sớm với con nè. Rồi. Không có mẹ chán quá. Không có mẹ hơi chán hả? Ừ. Để ba rửa mặt. Đánh kỹ chưa? Đợi đó bao giờ nó nóng. Dặn cái là ra rồi. Nó hết luôn rồi. Rồi xúc lại nước thêm lần nữa. Ba ăn không mẹ nha. Rồi. Ok đi ngủ thôi. Ok, vậy là bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi đón em cá. Bye bye mọi người, hay cho con thương ngủ đây. Lớp và du. Không phải biết. Rồi, bây giờ là 6:00 sáng mọi người ơi. Vừa mới nhận được tin ở trong bệnh viện là 6:30 là Banda bắt đầu mổ rồi. Cho nên hai cha con phải dậy tức tốc để đi vô ký thủ tục, ký hồ sơ cho gọi là Văn Nam mổ, chuẩn bị đón em cá thôi. Con có hồi hộp không? Đã có trời. Không ba miếng ơi. Ba hồi hộp á. Ok, let's go thôi mọi người, đi thôi mọi người ơi. Hồi hộp á. Hello mọi người. Đây là lần đầu tiên mà tôi được vô trong phòng mổ luôn mọi người. Lúc đầu tôi nghĩ là không được vô, chỉ nhờ anh quay phim quay ở bên trong thôi, là có dịch vụ quay phim đó. Nhưng mà bây giờ dịch vụ đó thì cho tôi được phép vô luôn. Để hơi run. Ủa rồi như bác sĩ vô rồi con. Đó thì bây giờ là chắc là phải đợi vợ tôi gây tê xong là sẽ có người dẫn tôi đi vô trong đó. Hồi hộp à.
thử kìa. Đó. Nè, chứ ông ở chùa ông khác để cho nè. Cái gì vậy? À, cái đó là gì vậy? Chưa. Ông tàm ăn. Trời, chưa đeo được, chưa đeo được. Chưa đeo được. Đeo được. Đeo được. Đeo được. Đeo được. Thôi thôi. Đó nó cự rồi. Chưa tàm ăn. Thôi gần, thôi gần, thôi gần. Thôi gần. Anh hai nè, anh hai nè, anh hai nè. Chụp hình em à? Tỷ về chụp mấy tấm rồi đó. À. Mấy tấm hả? Quay luôn rồi. Quay luôn rồi. Giữ nha. Trời ơi, một mình bú mà nguyên cả đại gia đình. Thôi, 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 thôi. Nó bú ít thôi, một chút xíu thôi. Đừng cho em hít, chừng nào em hít tới là phải để sữa cho đừng cho ống không. Ngặt khửa đó. Mình ăn, mình giỏi mà ăn trong nhớ. Hai cha con tôi. Đây là ngày thứ hai rồi mọi người ơi. Giờ hai cha con tôi nè, tay xách nách mang đem đồ ăn cho mẹ. Dạ. Dạ, chuẩn bị chiều đi học. Tôi kêu ở nhà, tôi dạy anh Văn cho thì không chịu mọi người ơi, chê. Thôi ba nói một ba mà nói người ta nói one còn ba nói one hot one. Ủa ba cũng kêu là one less one mà. One less one. Nói nghe chuyện hay ghét giận từ ba ấy. Nói thôn thích thôn. Bữa còn nghe ba nói nắc chú nắc. Giờ ngày mai thì về chuẩn bị chỗ để cho gọi là banh đa với lại cá viên về chuẩn bị chỗ với lại nôi cho đón sẵn ổ dọn ổ sẵn cho đó. Dạ, hình như là thứ hai là được về rồi mọi người ạ. À, ở ba ngày thứ hai được về. Quay cái này nó hơi rung một xíu, cái gì mọi người thông cảm nha. Bây giờ tôi lên đây. Bây giờ hai cho con tôi đang chuẩn bị gắp cái nồi. Để đó mấy em về. Rồi đó, hướng dẫn đi. Đó, hướng dẫn là chỉ cắt ba gắp nha. Tại vì hiện tại ngay cái chỗ này là nó lúc đầu là cũng có ghế sofa này nọ kiểu như mà giờ đổi lại luôn mọi người ơi, bây giờ để. Rồi ok. Rồi, ok, hiểu. Đó, thì bây giờ đổi lại là một cái giường với lại một cái nôi nằm đây luôn để cho vợ tôi lúc nào đẻ về á, mổ á, cho nên là nó không có đi di chuyển lên lầu được. Đó, cho nên là quyết định để dưới luôn. Còn bây giờ là chắc là hai cha con tôi sẽ gác cái ra. Rồi, ok. Chuẩn bị giờ mình sẽ gác cái này thôi. Thôi, gác nói một xíu, nhưng mà để cố gắng. Thank you.
chưa được rồi, cái kiểm tra nè. Quê, quê quá. Bạn ơi, quê quá bạn. Rồi, vậy là cuối cùng đã xong góc của hai mẹ con Panda với lại cá viên. Công sức của lại bò viên với lại ba. Yes. Rồi, chuẩn bị đón mọi người về thôi. Rồi, giờ chuẩn bị về nhà thôi. Bà nội đưa cục vàng về nhà nè. Đang làm thủ tục xuất viện nha mọi người ha. Gom đồ cũng hết rồi. Giờ về là dọn ổ sẵn rồi đó, là chỉ gọi là chui vô mà nằm.